Người giấc mơ tìm về. Mai Anh mua chuộc bác sĩ, giả bầu ràng buộc Dạ An. Ngay khi vừa về nước, Mai Anh đã tức tốc tìm mọi cách để quản lý và chiếm hữu lấy Dạ An, không cho rơi vào tay người khác. Mặc dù đã chia tay, cô đã may mắn được bà Lan nhận vào làm việc tại công ty với ý đồ rằng bằng mọi cách phải giữ chân được Dạ An. Lúc này Mai Anh đã chơi chiêu báo tin mang bầu trước sự chứng kiến của bà Lan, khiến cho Dạ An phải đeo còng vào cổ. Nhưng đây thực ra chỉ là âm mưu giả bầu của Mai Anh mà thôi. Khi đang còn sống ở Sinh, Dạ An đã gặp Mai An và cả hai đã chung sống cùng nhau. Tuy nhiên, một chàng trai phóng khoáng, thích tự do lại gặp một cô gái thích chiếm hữu, ích kỷ. Cuộc tình của hai đã nhanh chóng chấm dứt và chia tay. Tuy nhiên, Mai Anh vẫn tìm mọi cách níu kéo. Cô tức tốc trở về nước tìm Dạ An. Vẫn tính cách như cũ, Mai Anh đã ra sức dùng mọi chiêu trò để níu kéo. Nhưng Dạ An thì kiên quyết bởi đó không phải là gu của anh. Và câu chuyện của hai người đến tai bà Lan. Khi biết trong nhà Dạ An sợ nhất là bà, nên khi mà bà Lan đang nằm ở viện dưỡng lão thì Mai Anh đã mon men tới tìm tiếp cận. Vì muốn giữ chân đứa cháu ở lại công ty Lala để tiếp quản cơ ngơi, bà Lan đã đồng ý cho Mai Anh vào làm việc với nhiệm vụ bằng mọi giá phải giữ chân được Dạ An ở lại Lala. Mai Anh vui mừng phấn khởi nhận việc, nhưng quá trình ở đây cô phát hiện ra rằng càng ngày Dạ An càng quan tâm đến Phương. Mai Anh quyết định chơi ván liệu, cô bắt đầu giả bầu và đích thân để cho bà Lan chứng kiến. Vì là con của gia đình giang hồ cộm cán trong vùng nên việc tác động đến tất cả bệnh viện trong vùng để làm sai hồ sơ là việc Mai Anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đối với bà Lan, bà có nghi ngờ về việc này, nhưng chính bản thân bà cũng không muốn làm rõ sự việc trắng đen. Với bà, việc Mai Anh nếu có bầu thì càng tốt, vì như thế sẽ giữ chân được thằng cháu bất trị của mình. Bà đã ra lệnh và yêu cầu Dạ An phải có trách nhiệm với Mai Anh. Lúc này thì Dạ An và Phương đang giai đoạn chớm nở tình yêu. Tin Mai Anh có bầu đã khiến mối quan hệ của cả hai vừa đơm hoa thì đã sớm lụi tàn. Phương đau khổ, hận, còn Dạ An lại tìm cách níu kéo và giải thích. Nhìn suốt ngày, Dạ An tìm mọi cách bên cạnh Phương, còn lại xa lánh mình, Mai Anh càng thêm tức tối. Liệu rằng sự thật này sẽ được phơi bày ra sao? Phương và Dạ An sẽ sớm quay trở về bên nhau hay tan vỡ